Minh chứng cho điều này là các nhà đầu tư quốc tế như Metrocast and Cari Đức, Casino Group Pháp, Circle K Mỹ, Zen Plaza, Family Mart, Mini Stop Nhật, Diamond Plaza, Lotte Mart Hàn Quốc, Dairy Farm Hồng Kông, Google Group Hà Lan vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tham gia vào thị trường này, đặc biệt đối với các bất động sản tại khu vực trung tâm. Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam về thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2013, phân khúc thị trường bán lẻ vẫn hoạt động tốt, nhất là tại khu vực trung tâm. Cụ thể, tổng nguồn cung bán lẻ vào khoảng 796.000 m2, tăng 4% so với quý trước và 14% so với cùng kỳ năm trước do sự gia nhập của một trung tâm mua sắm và hai siêu thị mới. Hiện thành phố có 8 trung tâm bách hóa, 8 khối đế bán lẻ, 21 trung tâm mua sắm, 64 siêu thị và 3 trung tâm bán sỉ. Giá thuê trung bình của các dự án bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 2% so với quý trước. Tuy nhiên, giá thuê trung bình của toàn thị trường lại giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn nhu cầu tìm kiếm mặt bằng là từ các nhà bán lẻ trong lĩnh vực ăn uống và siêu thị đang có nhu cầu mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng. Mặc dù trung tâm thương mại đang có những khó khăn nhất định, tuy nhiên với cái quan điểm của các nhà đầu tư về trung tâm thương mại đối với một quốc gia có dân số khoảng 100 triệu dân, được xem là nơi tiềm năng trong cái việc mà phát triển trung tâm thương mại, và đặc biệt là cái dân số Việt Nam, cái cơ cấu dân số Việt Nam từ 25 tới 35 tuổi là chiếm trên 50% của đại bộ phận dân số. Do vậy thì cái hành vi tiêu dùng nó sẽ khác đi. Dù rời khỏi top 30 nước dẫn đầu thế giới về độ hấp dẫn kinh doanh bán lẻ cũng như bị ảnh hưởng mạnh về sức mua do nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng nhiều nhà bán lẻ, giới phân tích đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn đầy tiềm năng để cho nhà đầu tư nước ngoài đến khai thác. Đối với các nước ngoài, khi người ta tham gia thì người ta tham gia nó có mang cái tính là hệ thống chuỗi và nó có cái định hướng hoạt định của nó rõ ràng. Thì lúc đó chẳng hạn nếu tham gia, thí dụ như một số những cái cửa hàng như Starbucks hoặc là những cái cửa hàng mà Subway hoặc là những cái cửa hàng mà Domino Pizza chẳng hạn như vậy, thì những cái đó thì người ta cần những cái mặt bằng để mà người ta phát triển cái hệ thống kinh doanh người ta, mà khi phát triển thành công thì lúc đó người ta sẽ là có kế hoạch người ta mua một số những cái mặt bằng ở những cái trung tâm thương mại, tại vì nơi đó có nhiều người dân ở đó thì người ta sẽ xu hướng người ta sẽ lên làm thâm nhập vào thị trường. Đó là lý do tại sao mà một số những cái mặt bằng bán lẻ và thương mại là có nhiều cái người nước ngoài tham gia. Theo đánh giá của Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam ABR, thị trường bán lẻ Việt Nam 2013 vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa, nhất là về việc mở các địa điểm bán lẻ. Bởi kinh tế khó khăn nhưng nhu cầu tiêu dùng luôn tồn tại, các nhà bán lẻ cho rằng điều quan trọng là biết cách kích cầu tiêu dùng. Điều này lý giải vì sao dù thị trường bán lẻ Việt Nam bị đánh rớt thứ hạng 4 năm liên tiếp, nhưng các nhà bán lẻ nước ngoài đang có mặt tại thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng hệ thống kinh doanh của mình như Casino Pháp với thương hiệu BC, Lyon Group Malaysia với thương hiệu Parkson, Metrocast and Cari Đức, Family Mart Mini Stop Nhật, Circle K Mỹ